Học kỳ 1 của năm học 2024-2025 đã trải qua gần 2 tháng. Thế nhưng, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mới chỉ chuẩn bị dạy hoặc vừa tổ chức dạy một số môn học. Nguyên nhân là do thiếu giáo viên, nhất là các giáo viên dạy môn đặc thù. Hiện nay các địa phương đang nỗ lực điều động, phân phối nhân lực để có thể đảm bảo tổ chức dạy đủ các môn theo đúng chương trình giáo dục. Đây là tiết hóa học thứ hai mà các em của trường Trung học cơ sở Tân Phúc, huyện Lang Chánh được học. Trong khi đó, nếu theo đúng kế hoạch giảng dạy, thì tiết học này là tiết kiểm tra giữa kỳ. Do thiếu giáo viên dạy phần môn hóa thuộc môn khoa học tự nhiên, nên đến tuần thứ 8, nhà trường mới được điều động giáo viên dạy tăng cường. Thế nhưng đây cũng chỉ là giải pháp trước mắt, bởi giáo viên tăng cường này lại chưa từng dạy môn hóa học. Mình được đào tạo từ thời mình học cao đẳng năm 97 ra trường, đến nay đã 27 năm rồi, thì mình lúc đó mình được đào tạo môn toán lý hóa 3 môn, và ra trường thì mình chỉ dạy chuyên về môn toán và môn lý. Và sau khi mình đi học đại học thì mình đã được dạy môn tin và môn toán ở nhà trường. Ngày xưa thì mình đọc phiên âm bằng tiếng Việt, nhưng bây giờ đối với tên công thức hóa học thì các em lại phải sử dụng đọc cả tiếng Anh, cho nên là bắt buộc là mình cũng phải nghiên cứu và phải học để cùng với học sinh, và tối thiểu phải làm sao cho các em nắm được các kiến thức cơ bản. Ủy ban nhân huyện có chủ trương cho các trường tổ chức hợp đồng thuê giáo viên, giao khoán công việc đối với giáo viên. Thì cho đến thời điểm này thì nhà trường mới bố trí được là có giáo viên dạy môn khoa học tự nhiên bắt đầu từ tuần 8, nhà trường sẽ bố trí các buổi chiều cho dạy tăng tiết, giáo viên sẽ dạy bù cho tất cả các lớp đối với phần môn hóa học ở các khối 6, 7, 8, 9 để đổi kịp chương trình. Tình trạng một số môn học chưa kịp thời được tổ chức dạy ngay khi bắt đầu bước vào năm học mới đã diễn ra tại một số trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Với những môn sẵn có giáo viên, các địa phương đã vận động chi trả tiền dạy tăng tiết để đảm bảo dạy đủ tiết, đủ chương trình cho học sinh. Tuy nhiên, với những môn không có giáo viên, trong đó chủ yếu rơi vào những môn đặc thù như âm nhạc, mỹ thuật, tin học, tiếng Anh, các nhà trường chỉ có thể đợi khi được phân bổ giáo viên mới có thể tổ chức dạy. Chỉ có khoảng 1-2 tuần đầu, thì khi mà các môn đặc thù thì không thể sắp xếp được, ví dụ như chỉ có âm nhạc và mỹ thuật, thì không có thể bố trí dạy thay hoặc dạy bố vào được. Sau khi mà huyện đã có cái tập trung toàn bộ là cái việc điều động, luân chuyển, tăng cường rồi biệt phái, thì chúng tôi đã gần như là đầy đủ cái số lượng cán bộ giáo viên là đứng lớp. Hiện nay các địa phương vẫn đang tổ chức cân đối luân chuyển, phân công giáo viên dạy liên trường để đảm bảo học sinh được học đầy đủ các môn học theo đúng chương trình, đồng thời triển khai kế hoạch tuyển bổ sung giáo viên hợp đồng. Khi vấn đề giáo viên được đảm bảo, những môn tổ chức dạy chậm, dạy sau sẽ được sắp xếp thời khóa biểu bổ sung cho kịp kế hoạch giảng dạy.